Em đang tập da giả xuống giường nắng lên bay qua rồi. Ok em nha. Hello. Hello. Quá trời. Chào, tôi chốt nha. Tôi bị bật cái app gì mà chớp 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 mắt lại dính vô hiệu ứng. Rồi chờ chút. Wow. Mình phải lựa cái đẹp đẹp để mình nói chuyện mà con à. Rồi trời ơi sao mà long lanh như chăm chăm vậy trời. Úi trời ơi. À. Sao? Cái này làm trắng nha. Đi nữa ta nha. Trời ơi. Ui trời ơi. Hello. Đó nó tự nhiên ê mình tự nhiên làm đau đây. Tự nhiên làm đau đây. Nãy giờ chơi máy app TikTok hay lôi lộn. À. Xin chào mọi người. À, đây là đang ở một cái tiệm xăm. Cho bà con một cái trường hợp lâu lâu mới gặp. Gì? Gì? Lai gì? Lai sợ vú hả? Oh wow. Đây. Trường hợp lâu lâu mới gặp nha bà con. 2-1. Không cho thì cũng khỏe. Con lại chào sư tổ. Sư tổ gì sư bà thôi. À, học trò của anh Vương. Làm gì mình tới mức sư tổ sư bà gọi thế. Học trò của học trò. Rồi. Đây hôm nay anh Thông đến từ Bình Dương đang làm một cái lưng cá chép mẫu đơn vờn sóng nước. À. Lâu lâu mới được một ca. À, lâu lâu mới được một ca 2-1. Cá chép không dưa. À cá không tổng cái là cái thằng này mày làm vậy là mất hết khách rồi. Khách nghe tự ái dùng cục rồi. Từ một đếm. Ừ. Ngon hả? Ngon mà. Cá chép ôm dưa chẳng ngon. Đây bà con. Anh này là ảnh sinh năm 89, mệnh mộc cho nên là ảnh xăm cá chép màu xanh. À, điểm điểm vài cái hoa mẫu đơn. Có khi tổng nó lại kiếm à. Được khách cho mình chị ạ. Đấy. Anh đòi xăm thêm đĩa dưa lần trước. Cá chép màu xanh, hoa mẫu đơn thì mình có thể điểm một ít tông nóng mà cũng được. Rồi sóng nước, thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa mà con. À cá chép chân tương à. Sao lại nhiều cá chép thế nhỉ? Ở đây toàn đầu bếp này. Chị rất thích vẻ đẹp của em, cảm ơn chị nha. Ai mà không có thời gian hay là không có muốn hoàn thiện cái tác phẩm nhanh thì cứ phải hai thợ đó một lúc. Mình sợ đau thì mình đắp miếng tê vô. Tí nữa lên cái khung là anh Thông thấy thích ngay. Cái nào ra cái đó. Biến sập biên. Nét chua, nét rất là căng, căng đét. Đấy, mặt cá chép kìa, thấy chưa? Cần chưa. Cá chép này cá chép được thì cá chép cái thì mai. À, để chút nữa em sẽ nghiên cứu lại cái phần bộ phận sinh dục của nó xem là nó như thế nào. Nhưng mà nó nằm lúc mà. À. Sao mà biết? Hỏi giùm em cộng dây vàng đeo tay bao nhiêu? À mỗi cộng một cây em ơi. Hôm nọ chị dắt hai thằng đi mua luôn mỗi cộng một cây. Rồi. À, hai cây. Ngoài chợ 3 triệu nha, 80 cây. Ngoài chợ 3 triệu nha. Chợ 3 triệu mà không phải mua máy sạc ngoài chợ đâu. Không, nét đẹp quá, nét đẹp lắm. 80.000 cà rổ.
biết nào đó, đó biến biến như cái chén rồi. Cá chép vườn sóng nước. Em đi xăm lột mất hết nét luôn, giờ phải dặm lại. Ủa chỗ đó xăm cao tay á. Xăm xăm lột ra mà mất hết luôn là chỗ đó hơi bị cao tay á. Xăm người chen. Sợ lưỡi sao con? À, Ly mới sợ lưỡi xong. Liền rồi, liền rồi. Nhưng mà đeo khuyên dài quá. Nói chuyện ơi, có bị câm không? Bị ngọng thôi à. Nuốt nước miếng cho nhau. Vòng tròn chạy mực đen bắp tay tùy theo độ dày nha bà con. Từ chai 2 tới 2 chai. Đó, coi tốc độ đi nét. Rồi đứng sát sát vô, đứng sát sát vô. Đi học mà cũng có đi học ôm nữa nha bà con. Tôi thấy mấy đứa học trò tôi là tôi thấy là học ôm rồi đấy. Ôi, nhìn này nhìn gấu thế nhờ. Gấu cả tảng luôn. Thế nhỉ? Chiến đấy. Học trò đang bu vô học. Bu vô học. Full lưng bên tôi thì từ 25 tới 40 tùy theo cái lưng lớn nhỏ. Em mạng mọc sơn xăm cá lóc được không? Được, cứ miễn là cá dưới nước là được, đúng không? Cá gì cũng được, cá lóc, cá dồ, cá li thi, cá chùa kiến gì được hết. Cá cha luôn. Em muốn xăm cái vòng vòng như thế nào bạn ơi? Từ hơn một chai tới 3-4 chai cũng có. Cái này là mình vô chủ đề xong rồi mai mốt sẽ còn vẽ thêm nền để cho nó xuống ôm hết cái lưng đó bà con, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đây thôi. Hiện tại là 3 giờ ảnh phải về, ảnh đi đón con ảnh, cho nên là mình thấy cái gì mình đi cái đó. Mai mốt mình đi tiếp, mai mốt tôi sẽ quay lên cái đoạn mà 3-1. Bữa nay là đi nét 2-1 thôi, còn tô là sẽ 3-1. Mỗi người thờ một chỗ. Đúng rồi, cho Bình ôm cái đít. Còn chị với anh Lâm hai phía hai bên, đúng không? Tôi là còn đau không? Tôi thì nó rát, nó không có sâu như thế này, nó không có sâu như đi nét nhưng mà nó rát. Dặm lại nó cũng giống như xăm đúng không chị? Đúng rồi, dặm lại là xăm lần hai đó em. Xăm 8 chữ bên hông, xăm 8 chữ bên hông như thế nào? Từ vài xị tới hơn chai, hai chai cũng có em. Xăm như Beckham á thì khoảng chai 8 em ơi. Học trò chị Mai sướng quá rồi, thấy ai cũng ổn định hết. À đúng rồi em. Đi xuống lại xe em ơi. Đi nữa. Dạ. Dạ. Đi ơi. Thôi thôi anh. Đi xuống lại xe em. Ok ok. Gửi xe bên quán Sinh Tố á. Dạ dạ. 10k một chiếc. Ca cái tội đi muộn nha. Đặt lịch hả? Đặt lịch em vô Facebook của chị hoặc là lấy số Zalo của chị ở trên phần phần giới thiệu TikTok nè. Cái bé đó. Anh Huy à, hơi bé là đủ đến bài này coi nha. Coi lại nha. Thường có nhiều người xăm bị vậy không không em? Xăm mà để mắc nét một vài chỗ thì cũng có khả năng có. Chứ còn xăm mà mắc nét hết thì là chỉ có thợ xăm mà quá đỉnh thì mới làm được thôi. Thuộc một đẳng cấp khác. Thuộc một đẳng cấp mà không ai có thể làm được. Còn em là đứa thứ hai đó. Mày thợ xăm đỉnh đó đúng không? Đúng rồi, con này là học mấy bữa nên là nó sẽ có khả năng đi mất hết nét luôn, không dính nét nào luôn. Nhưng mà học thêm tí nữa lại đi dính hết tất cả nét, không xóa được luôn. Các bạn gái anh trời ơi, không nửa ngực, không nửa ngực thì 3 chai, còn cả ngực thì 6 chai bà con. Nét chưa? Quay em chai áo đen cho em coi nó đi. Không, thằng nào à?
Long, ai vậy, ai vậy? Trời ơi, Long Lanh chưa? Ai vậy? Long, 19 tuổi. Chưa có ai theo đuổi. À, cao 1m8, dài 30cm. Có phải là ngựa? Cái gì á, quấy mày. Trời ơi. À, con thăm đâu không ạ? À, ảnh có tê á bà con. Nãy giờ tôi chỉ nồi vậy thôi với ảnh á. Ảnh có tê. Xăm hình hai mẹ và hai con là cái hình hình biểu tượng đúng không chị? À, từ hơn một chai tới chai rưỡi, chai tám vậy tùy cái kích thước mà chị chọn á chị ơi. Có nhận thiết kế luôn nha. 19 tuổi nhỏ hơn em ạ. Nhưng mà yên tâm, thằng này nó có, đã có bằng lái rồi bà nha em. Bằng lái xe máy, còn máy bay thì chị chưa có biết. Làm mẹ bằng lái máy bay chưa? Con tạo một kinh nghiệm rồi. Chồng này người cấp. Hả? Gì? Chồng ai là người cấp? À, quan trọng người cấp thôi đúng không? Chưa có người cấp đúng không? Giữ, giữ, giữ. Sẵn sàng nó bằng lái luôn cũng được. Cái này nhờ chị gấu mèo nhỉ? Xăm cái môi hôn ở cổ thì khoảng từ 6 xị tới 8 xị tùy theo kích cỡ em ơi. Chào đồng nghiệp câu nào em Mai ơi, già chào anh. Quay anh Quý đi. Trời ơi. Kìa Quý kìa. Anh Quý vô học mấy ngày mà bít cái tay với bít cái lưng. Mày cởi cái áo mày hôm qua đi không coi. Anh Quý sai giúp con của mình đúng không? Cởi áo ra đi Quý. Đây. Hôm qua là mấy đứa học trò tôi nó đi khung cho nhau. Trời ơi má ơi cái thằng này nè. Mày cởi ra đàng hoàng ơi. Mày cởi hết ra. Cởi. Ai mà thèm đấy đấy trời ơi, đây là khung của học trò nha. À, bên này là thợ, còn bên này là mấy đứa học trò đang học đi cho nhau không, cũng biến vậy. Yên tâm, lột ra là còn mực chứ không có mất nét nào hết đó. Lúc đầu tiên từ từ là khúc này là nó vẫn còn chưa hoàn thiện đó, nó mới có đi được khúc này là nó dày thôi. Đây là cá hóa long, cá rồng vượt vũ môn. À, kia là vũ môn, còn này cá hóa rồng đó. Khi mà bay qua cái vũ môn đó là biến thành một con rồng nha bà con. À, đầu rồng á. Ai mà muốn làm mẫu cho học trò tôi làm như thế này là bà con qua đây phụ phí nhẹ nhẹ vài xị thôi. À, làm mẫu được, 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 được. Đấy. Bạn bên Lê Thị Riêng già đúng rồi, em thấy quán chị sang quá em không dám vào đâu. Quán chị phiền lắm à, nhìn ngoài nó sang thôi bên trong nó phiền lắm em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi chị Loan. Mọi người chúng ta đều phiền như nhau thôi mà, có là đâu. Rất thân thiện nha bà con. Rất thân thiện. Không, không phải phiền, đang cố gắng đi lên để chờ nhìn ta đi xuống. Đúng rồi. Hay quá ta, hay quá ta. À, nếu mà đi không bít lưng làm mẫu bên em thì mà một củ tư thôi anh, còn mỗi lần anh qua anh tô thì 7 xị. À, mấy đứa học trò em nó làm nè, mấy đứa mà đang đứng coi nè là nó làm hả? À, phiền 4 số 9 cũng được, còn đỡ hơn biết không, chơi vàng nó không có giả được. Mày hiểu không? Chơi hàng hiệu thì qua bên mua super fact à, nhìn xa làm sao mà biết được. Đúng mình. À, bên mình có miếng dán luôn nha. Bên mình có miếng dán. Bạn nào xăm mà muốn dán bảo vệ thì mình dán cho. Chiều anh qua vô bi nha. Ok anh Vũ 88. Trời ơi. Tiền kêu khách vô bi kìa. Qua đây kìa. Trời, đâu đâu tiền đâu? Đó. Ai vô bi, ai vô bi gặp tiền nha. À, qua đây. À, ai, tiền mỗi ngày là có một khách vô bi. Bữa giờ làm muốn rụng tay luôn. Ha, rành chưa, rành chưa? Ai thợ vô bi trẻ nhất Việt Nam. À, nói 15 tuổi rồi. Năm nay lên 16 rồi, đừng nói nó 15 hoài. À, trời ơi con 16 tuổi rồi. Mấy hôm nay kêu bằng em xin lỗi con. Xin lỗi con. Đặt lịch mai có khó không? Dạ không. Chứ không có nghĩ là nó nhỏ như vậy. À. Ít nhất là cũng 19-20. Nhìn mặt nó già thì, hả? Nhìn thì nó nhỏ nhưng mà tại vì không có nghĩ là có sợ lưỡi không? Có sợ lưỡi không?
À, có phụ nữ nha. Không có nghĩa là nó chổi sớm vậy. Dữ dữ vậy. Không, nó dạng tay. Đây, đây là học học viên mà già nhất ở tiệm tôi rồi. Đó. Hãy gọi chị ấy là Loan già cho tôi. Có gì gặp bi gặp em này, vô bi gặp em này đúng không anh? Nó là thợ vô bi chính ở trong tiệm đó. Tôi thì già rồi xấu, nó xinh lắm. Mà chuyên nghiệp lắm nha bà con. Xinh thật sự, đúng rồi. Đây là con này nó vẫn chưa nhỏ tuổi nhất đâu, tôi còn mấy đứa nhỏ tuổi hơn nữa, nhưng mà mấy đứa đó nó lo ăn chơi rồi, nó chưa làm được. Con nhỏ này giỏi, cả xăm cả xỏ, cả vô bi cả đính đá cái gì cũng rành. Bà con có thể vô Facebook nó tham khảo. Tiền le ai lợi. Hello, mình là Lê Giang. Đây là những người tập sự. Có xỏ lưỡi, có xỏ lưỡi. Bé đó có người yêu chưa? Chưa, có người yêu dễ gì nó cho làm. Tiền nó kêu vì yêu nghề nó sẽ không có người yêu. À, đúng không? Người yêu quốc dân không? Đừng không vô tán tiền nha. Bán cả thanh xuân chỉ vì công việc. Không phải, tiền chưa đủ tuổi có người yêu ba. Bà mẹ kiện chết luôn. Chị đây, quận nào thế mang người cùng quê? Dạ, quận nhất anh Jimmy Dũng ơi. Thợ chính thì bao nhiêu mũ lân? Dạ, nếu mà làm mẫu thì đi không không một chai tư, nhưng mà thợ đi thì 7 chai nha mấy anh. Thợ chính, thợ cả. Đấy. Nói về Nhật cổ thì tiệm em không có gì để nói ngoài chữ biến. Ngoài chữ biến thì không có gì để mà bàn. Biến được tay đấy. À, được tay. Anh Vũ 1988 chiều là mấy giờ anh qua để con biết nè. Hình không đẹp có hoàn chỉnh cũng không đẹp, đúng rồi. Nên phải đẹp là đẹp từ đầu luôn. Dạo này tôi nhận rất là nhiều hình sữa của một mọi người mang tới. Bà con hình nào không đẹp thì qua đây có thể làm đẹp lại. Những người sửa hình là phải có kinh nghiệm nhiều mới sửa hình đẹp nha bà con. Bà con đưa cho thợ mới mà sửa hình nhiều khi là tiền mất mà tật mang á nha. Tôi báo trước vậy. Tô đen thì được. Thợ mới tô đen thì được hả? Chết. Facebook của Tiền là Tiền Lê nha. Vô Phạm Mai tìm bạn bè là Tiền Lê là ra. Rồi trong kia đang làm gì? Nó đang xỏ vùng kính nữ hay làm gì? À, làm gì à? Chết mẹ rồi. Thôi cái ca này là không chấp nhận được. Thôi không coi được đâu nha bà con. Cái này là sự việc rất là kín. Thằng Quý mày tính mày qua coi hả? À, chết luôn á. Hỏi ông đang xăm, xem xăm đâu không may. À không. Sao? Phê. Cảm giác phê thôi. Một chữ phê chứ không có đâu nha. Thôi Quý nó ngủ luôn á. Hoa mẫu đơn mai làm mấy năm rồi màu vẫn còn chất lắm. Ô, hello chị Ngô Lan Hương. Mấy năm rồi. Dạ, chị đã muốn có hình xăm mới chưa? Mai làm mấy năm rồi màu vẫn còn chất. Trời ơi, mai làm mấy 20 năm màu vẫn thế chị. Không, nó cũng mờ đi một chút. Nồ quá, mốt 20 năm sau kêu con này chém gió. Cho xem ca đó đi. Đây. Đây là cho xem cho nó sát nút lại một chút. Đấy. Nhìn từ trên xuống. Cá chép mỏng đơn. Ảnh chỉ có 3 tiếng để xăm thôi, cho nên là phải hai người hai bên mới xong cái khung này bà con à.
từng đường nét. Lẹ chứ để ảnh về còn đón con nữa mấy đứa ơi. Mấy anh vừa chờ em vừa xăm rồi. Dạ yeah, đúng rồi, đây là cá chép om dưa nha. Có cục trứng muối nữa đúng không mấy đứa? Chút nữa có làm trứng muối không? Có hả? Cái trứng muối phải ủ bữa xong mới nói. Bà con lấy địa chỉ tôi vô phần info của tôi ở trên TikTok nha. Tôi đọc thì nó sẽ khóa lại chim tôi. Gì? Nay tôi bật cái filter cho xinh gái. Anh đó xăm Kakashi nhìn đẹp ghê. Bà nói mãi bình. Cảm ơn em. Đó, ai muốn xăm Kakashi rồi mấy thể loại Nhật cổ thì qua đây. Không. Bao hết. Ừ, thể loại gì cũng có. Màu mè hoa lá hẹ tả thực chân dung gì cũng có. Có người yêu chưa em? Chưa. Em chưa có người yêu. Tán đi, tán em đi. Tán em đi mấy anh. Lâu quá không có cảm giác ai tán mình. Anh Huy ơi. Dạ. Bên chị còn nhận học viên không? Còn. Nhận mỗi ngày đông lắm. Bây giờ cứ người trước kèm người sau. Đúng rồi, em chưa có người yêu, còn người yêu em thì nhiều à. Ai biết đâu. Mẹ em kêu xăm cho mày, con chó nó mới yêu. Ai mà thèm yêu em biết chứ. Da mặt đẹp hả? Không có đâu, áp á em à. Nè, da mặt chị có mụn mà. Áp á, khúc này dưới này là áp nó làm cho đẹp đó. Mụn gì mà đẹp gì. Bích lưng bên. Anh đang xăm cá chép. Dạ, lưng của ảnh à, ảnh làm màu á. Cỡ như vậy khoảng 25-30 tùy theo cái lưng của anh nữa. Một khóa bên em nếu mà xăm không thì 25 củ, còn nếu mà học cả đính đá, xỏ khuyên, vô bi rồi xăm thẩm mỹ rồi này nọ thì 45 củ mọi người ơi. Bữa em gặp bên Tattoo Thủ Đức bên chỗ Lê Anh à. Lê Anh là học trò của chị. Xuống thăm nó. Hello à. Bây giờ một học trò, một cơ số đứng đây để xem. Còn một cơ số đang ngồi ở trên phòng học để tập. Còn một cơ số đang thực tập ở dưới, ở trong phòng như nữa. Úi giời, đang giải trí bài bạc đồ các kiểu. Gì? Em qua chị kêu Trần Bình xăm Nhật cổ cho em được không? Trời ơi, Hồng Sơn. Thằng Bình nó nghe nó mừng lắm luôn á. Ai mà qua bút thợ nào bên tôi là thằng thợ đó nó sẽ được cộng thêm phần trăm à. Cho nên là bà con cứ vô tiệm thích thằng nào kêu mày, kêu thằng Bình xăm, kêu thằng Lâm xăm, kêu Hòa xăm, kêu đứa nào đó xăm là mấy thằng đó sẽ được thêm tiền mà con. Phái hãy đến với em đêm này kìa. Nghe phái chị Nhu còn học chị Nhu tốt nghiệp rồi em ơi. Bữa em đi Sài Gòn không biết xăm chỗ nào, xong search Google thấy chỗ Lê Anh, xong lúc sau thấy chị tại vì em ở gần Thủ Đức nên em thấy Lê Anh, còn nếu em ở quận nhất em sẽ thấy chị. Chị là ở khu trung tâm nha em. Bà con nào mà muốn qua tôi xăm thì tôi ở quận nhất. Cái gì? Quay Tiền Lê hả? Tiền Lê đang làm vùng kín không có quay được. Má chỗ đó đau thật luôn. Má chỗ đó đau thật luôn hả? Đó, đang rên à. Sở khuyên bên tôi thì từ 120 tới 3 tới 3 xị, từ xị 2 tới 3 xị. Bữa nào em đi Vincom em ghé chị bít cái lưng. Ok. Thợ xăm full lưng rắn.
full lưng rắn thì cũng từ 25 tới 35 chai tùy theo là cái lưng lớn nhỏ rồi hình như thế nào. Nói chung là giá cả bên tôi thì cũng trung bình thôi bà con, không có cao đâu. Mặc dù tôi ở khu trung tâm nhưng mà cũng lấy giá vừa phải thôi. Để tại vì mình có nhiều thợ mà nên mình lấy giá thấp thấp để chia thợ thuyền nào cùng nhau đi lên. Chứ không có lấy kiểu chặt chém khứa rồi đâu. Vậy anh bổ ơi, thì anh cứ than đi, anh bóc ai vô thì người đó vô thôi. Gì à, tiệm em mở cửa từ 10 giờ sáng nhưng mà ai mà làm đêm á thì tụi em vẫn có mở tới sáng luôn nha. Nhiều khi em có mấy cái ca ngoái ngon lắm, 3 giờ sáng người ta mới qua, tại công việc người ta 3 giờ sáng mới tan ca, 3 giờ sáng cũng chờ làm tới trưa hôm sau nữa. Nói chung tất cả gì tiền mua đất thời gian là không quan trọng. Đúng không? Đúng không Bình? Đúng rồi. Tất cả là gì công cuộc sắm vàng mua đất, chứ còn không còn thời gian là đối với em không quan trọng. Bên mình không có phá xăm nha bạn Ngọc Trâm. À, ở dưới cũng có chị kia, chị đang xăm cái chân. Muốn xăm hình thái nơi cánh tay. Hình thái là xăm bùa thái hả? Bùa thái thì từ hơn chai tới hai chai tùy theo cái bùa, tùy theo độ lớn em. Bé Tiền có người yêu chưa? Chưa đủ tuổi nên chưa được yêu. Nhận học viên từ bao nhiêu tuổi? À, tôi có học viên nhỏ nhất là 13 tuổi. 13 tuổi má nó gửi vô là cứ sáng nó tới, nó chơi tới chiều nó về. Đưa bài nó một tháng nó chưa nộp luôn. Nó ngồi vô học 5 phút nó kêu trời nhức đầu chóng mặt quá. Ra làm chặn game đã. Rồi cái chơi game đã rồi vô múa 5 phút nó ý trời ơi nhức đầu chóng mặt quá, lại đi chơi ngồi chém gió với mấy anh chị đó. Đó, mấy đứa nhỏ tuổi là nó chưa bị áp lực cơm áo gạo tiền nên nó học chậm lắm. Em chỉ góp ý kiến nha, bắt nhân viên mang giày nhìn mới lịch sự. Dạ chị à, em tại vì tiệm em là có dép đi trong nhà, đi dép shop không à, hầu như là mọi người sẽ đi dép shop. Em đi dép trong nhà chịu rồi được không ạ? Còn thằng Bình là nó ý là nó có nhiều tiền, nó đi đôi dép 1,5 triệu. Mang giày cũng cực lắm chị ơi. Nhiều khi gặp cái thằng hôi chân thúi chân là thua luôn. Nên em cho nó mang dép đỡ. Khi nào mà tiệm em mà nâng cấp lên tiệm xăm 5 sao không? Là em sẽ bắt mang giày hết. Cảm ơn chị đã góp ý. Gì? Xỏ mũi chồng nó buộc vào không đi đâu được. Đúng rồi. Bây giờ anh về anh bắt vợ anh xỏ đi. Ai trời ơi học trò xin gái vô đó. Giờ nè, giờ học trò tới. Em muốn tự tay sim cho em là sao? Hello. Anh Vũ mấy giờ qua để em chuẩn bị đồ nè. Chỗ chị thí dụ học xong muốn ở lại làm có được không? À, chỗ tôi á hả? Thì tùy theo tôi có nhiều khách để cho tất cả học trò làm hay không. Nhưng bây giờ học trò tôi đông như quân mông á bà con. Ai cũng nhận lại rồi, khách đâu có làm. Một ngày nhiều khi có một khách với cái mấy đứa ngồi chết đói với nhau á hả? Trời ơi. Kìa. Đó. Hả vô. Đó, học trò không á. Đấy, cầm một bát gì để mình mạnh mẽ. Ghê. Bạn mới vô tên gì xinh gái trời. Tôi học trò tôi toàn xinh gái không. Chỉ có tiệm, chỉ có mình tôi là xấu nhất thôi. Đó. Cho. Còn cơ số trong kia nữa. Xăm dọc sống lưng thì từ hơn 1 chai tới 3 chai tùy hình nha em ơi. Stella học xăm với sỏ thì 27 chai em ơi.
À, tôi nhận học viên mỗi ngày chứ không có dạy theo khóa rồi không? Đó, trời ơi. Tao mà ở đâu ra mà cái tụi nó đi, đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui. Quán bán như tiễn người mẫu chị. Giống như là không phải giống như karaoke. Đâu 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 đâu. Kêu hết mấy con mèn ở đây đi một vòng cho tao ha. Tao quay tao tao tao, tao coi con đào nào được coi. Giống như mấy clip karaoke ở vô hèn. Quay lựa lựa. 70 Nguyễn Trãi đang tiễn. Gì 70 Nguyễn Trãi à? Bắn kìa. Không karaoke vậy mà trắng nữa. À, cháy quá. Cháy nhiều quá. Đó là có một dòng tiếng Việt Nam đang đang đồng cái nào cho. À học xăm xỏ là 27 cho em ơi. Em thích cái hình nhỏ nhỏ trên tay nhưng em sợ đau. À sợ đau thì đã có thuốc tê em. À. Tất cả các em này là của thầy. Đúng. Nhưng mà tiệm tôi ghê quá, không có thầy. Chỉ có cô thôi. Đau dữ này. Đau rồi, đau rồi, đau. Ở dưới cảm giác hơn, đúng rồi. Đâu ở dưới không cảm giác gì, ở trên không đau. À, giữa sống lưng. Giữa sống lưng đau. Đi xuống xem à. Giờ chị qua coi. Đây, trời ơi, học trò rồi. Trời ơi. Em 18 tuổi. 18 tuổi, chưa ai theo đuổi luôn đúng không? Độc thân. Độc thân duy tánh. 18 tuổi, 18 tuổi. 18 tuổi ha, bé như cái chén. Cái gì đây? Trời đất ơi. Đây, đó là tiết mục giải trí 15 phút. Trời đất ơi, chết. Ê, quay quýnh bài có bị khóa không vậy? Quýnh bài mà còn có... À, công an sẽ thấy. Chết, đây. Ngoài, ở đây ngoài học xăm ra các em còn học được một số cái nghề khác kiếm sống trong trong cuộc đời mình. Ví dụ như bà quýnh bài ăn tiền, không? Mai mốt còn sẽ dắt các em đi nâng cao tay nghề ở các sòng bên Campuchia nữa. À, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa. Rồi, học viên đông lắm mà con. Đó. Đây là học viên già thứ nhiều. Đây là Loan già, còn đây là Nguyên già. Đó. Không? Ngoài các cháu U13, 14, 15 ra còn có các cô U40. U50, U50 đó. Ai à, trời ơi, chuẩn bị kiếm tiền. Trời ơi, ghê. À, 18 tuổi sao nhìn già vậy? Không có đâu, chỉ ba mấy gần 40 rồi đó em. Học viên của chị nhiều lứa tuổi lắm, chứ không phải là chị có mười mấy, hai mấy không. Từ mười mấy tới bốn mấy là có hết á. Những chị mà như chị Quyên này, chị học rồi để chị đi Úc nè, để qua bển làm việc. Đó. Trai à, trai cũng xinh trai, gái cũng xinh gái. Ghê. Công an phải bắt bây giờ.
này gọi là giải trí thôi. Trời ơi, chứ anh ngốc, cái tiếp vừa tâm mơ. Đất. Đất của này em ăn tiền không? Trời ơi, đi học mà không ăn tiền là thua rồi. Trời ơi, tiền đứa nào cũng sắp sắp 10.000, 20.000, vui như Tết luôn mà con. Công an trả xiên. Này là vui chơi giải trí à bà con. Nhiều khi ngồi 7-8 tiếng hồ đó. Bữa nào mà tụi này nó lười là thôi không. Trời ơi, toàn là những cao thủ bài bạc. Có tiền chữ dữ. Bên cạnh những bạn chơi còn những bạn đang học rất là chú tâm. Đây, ai muốn đánh đá rồi gì vô bi rồi gì gì đây bi đây học bên chị vui à, vui lắm trời ơi. Ngoài những hoạt động ở trong trong nhà ra, mai mốt mình còn có những hoạt động ngoài trời nữa. Bên ơi, Tiên ơi, cái ông Tiên xuống đánh bài Tiên kìa. Kéo loại khuyên. Tôi đang về mớ khuyên vô 20 viên hả? Quan trọng là da của bạn có nhiều để mà vô tới 20 viên không? Dạ. Đây, ngoài trời, khu vực ngoài trời. Đó, xe đó, xe từ bên kia kéo tới bên này luôn. Lớp thì đang chơi, lớp thì đang học. Đây là đường Lê Thị Riêng mà con. Là đối diện nhà tôi là Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên đó. Bánh mì Huỳnh Hoa là ở bên kia. Về lùi lại mấy cái chỗ taxi màu xanh á, lùi lại một xíu là bánh mì Huỳnh Hoa nổi tiếng. Bệnh viện mắt Sài Gòn cũng ở đây luôn. Tiệm xăm Việt Lady em. Đó, tiệm tôi Việt Lady Tattoo. Có gì em lên Google search Việt Lady Tattoo là sẽ ra chị. Đây là khu tôi sống. Đường này là đường một chiều nha bà con. Từ ngoài vô đó, nên từ ngoài vô đây này vô. Dạo này tôi mập không? Dạo này nhìn mất mát không? Bữa giờ tưởng tiệm chị tên Phạm Mai không có. Ôi trời ơi. Dịp vô trời. Ủa hả? Đó hồi đó. Chưa vậy? Mấy đứa này nó đi học mà nó lựa khuyên. Ba chục. Bao nhiêu? Lấy đồ về bán cho học trò thôi, đủ xây nhà lầu rồi bà con. Có hình con kiêu ở trong. Con kiêu bự lắm. Lấy đồ ở bên kia lấy giùm cho em một miếng da da để ở cho mẹ để cho chị em á. Dạ. Một miếng hả? Vươn lên. Ừ. Là có làm được không? Có anh có. Có bầu hả Mai? Không có. Nhất định sẽ có một ngày tôi làm khách của Mai hả? Trời ơi, cảm ơn anh Trần Long. Em vô nè. Đó xong nha. Cái đó xong nha. Đó. Trời ơi, đất xong nữa hả? Em gì?
Trời ơi, thấy không bà con? Thằng này là mới vô học có mấy bữa thôi. Mấy cái đứa mới vô sẽ làm mẫu cho mấy đứa vô lâu rồi. Riết rồi, cái tiệm bít người luôn. À, tiệm có tầm 30 người à. Rồi đó, tôi nói á, đứa nào muốn đánh lộn tôi là phải mang 50 số qua, chứ mang 30 số là thôi đó, thua luôn á. À, tiền tiền thằng Đức làm hả? Nhỏ nha, tao thấy nhỏ nè, nhỏ cái mày cởi áo ra coi Đức, mày cởi áo ra coi, mày cởi áo ra thằng có bầu giờ này mập lên đó. Nhỏ mà nhỏ bự lên, bây giờ cắt làm đôi ra, cắt làm đôi ra, in qua hai tờ A4 nhỏ. Thôi bà con, nãy giờ chiếm gió bà con cũng lâu rồi, giờ để tôi hướng dẫn mấy đứa nó làm mà. Đứa nào chơi chơi vẫn còn những đứa học để tôi hướng dẫn nó làm, chứ để làm hư hết người. Vậy nha bà con. Bye bye.